toàn vịt. Nấu cơm chín chưa? Nấu rồi. Dạ. Cơm rồi. Cơm nấu rồi. Rượu với chả cá đắng mệt thế. Và ít nhưng mà cũng sạch phết nhỉ. Là lúc ngủ không biết gì ấy. Đấy, cái nồi gì đấy? Tính nặng. Cơm, đây là nước. À, nước ở sôi đây, bê bê đây. À. Ngủ thế nhỉ? Bây giờ kiểu ngày dài đêm ngắn thôi. Nó nhắc dài cho nó mạnh. Hôm qua như kiểu còn con ếch mà. Còn trông không mà. Trông còn không á? Ảnh uống tí đã, hết chưa? Còn rồi. Một cái nước này mát ạ. Ông này à? Ừ. Được máu chó bạn nhé. Đang uống rất là mát. Đây, tươi đỏ hơn kìa. Khô không phải là mình không bảo quản được cơ. Ây à. Ngủ một mạch đến sáng luôn, không biết gì mà. Hôm qua cũng ngủ khỏe qua đi. Hôm qua còn con ếch mà nhỉ? Có đây. Rồi thế nó còn mà. Còn sống đấy. Thật đấy. Nó chạy đấy. Nó có sống đấy. À. Anh với nhà đi mổ. Ừ. Chết chưa? Còn sống đấy à. Sống đấy. Sống tí. Ếch gai các bạn. Qua ngủ chẳng biết cái gì. Qua ngon nhỉ. Kia nhỉ. Uống rượu với vào thì ngủ ngon đấy. Đấy đi. Rồi. Mở cái vung nồi kia cho nước nguội. Anh với nhà đi mổ con ếch này đấy. Mặt ư. Hôm nay chắc nắng nóng ấy nhỉ. Nắng nóng hơn quá nhiều. Cẩn thận nhá, chạy nhá. Nóng rồi đấy. Ừ. Các bạn nha, đây là ếch gai. Y cóc luôn rồi, ếch gai gai rồi mà. Da của nó nhìn như cóc luôn, người ta gọi là ếch gai. Qua bắt được mỗi một con với lại tôm với lại cua thì gặp mỗi một con này. Cái da này sợ có độc không? Sợ. Đúng, được con đứng nọ có độc đâu. Các bạn nhá, một con ếch thôi chắc là đủ 3 người ăn sáng. Này rất là to. Cả đi. Sống à? Sống dài phết nhỉ? Dài lắm. Rất là nhiều thịt nhé, ăn rất là ngon. Này chắc thảo gừng nhỉ? Thảo gừng thôi. Ừ, gừng ăn sáng ăn cơm uống rượu mệt lắm. Uống rượu đâu, uống tí là say cả ngày đấy. Chưa là uống một tí không, tối mới uống được không, ăn sớm là uống là gì, ăn sớm uống là say nặng đấy. Hôm nay chắc đào ao nhỉ. Quyết định đào ao như hôm qua mình nói nhỉ. Đào ao thôi, tranh thủ đào cái ao với cô cá chứ. Không, đây lâu dài không có gì ăn, mệt tối nào cũng phải đi soi. Và hôm nay thời tiết hôm nay rất là đẹp, có vẻ là nắng nóng. Và mới buổi sáng thôi mà có vẻ là hơi oi. Em đi rửa gừng nhé. Lấy gừng đi rửa, đập vào xào tí đậm ăn cơm. Cái hột cái hoa bí này đem về nấu ngon lắm. Nhiều đấy, chắc cây bên kia nhiều đấy nhỉ. 4-5 cái bãi vườn bên kia chắc có nhiều đấy. Nó về nấu canh sắn rất là đẹp. Đây là chỗ phơi quần áo, mấy anh em có hai xào mốc. Ừ.
mốc đêm ngủ đây chắc muối đốt. À đây này, đây có củ măng này. Măng hả? Muối mọc lên rồi. Đây các bạn nhé, măng mọc về đến lán luôn. Này nào thiếu rau lại có măng ăn. Xả đấy, cái lối xả ấy. Ồ, thế xả hôm nọ mang lên vẫn chưa cấy nhỉ? Thôi để, đấy đi nhỉ, không biết cấy chỗ nào được. À, đào ao xong mới cấy. Sống không? Dâm tạm đã xong là, đào ao xong mình cấy lên bờ ao là đẹp lắm. Hôm trước là hôm nọ em Sình về bảo lấy một ít xả mang lên để cấy mà mái vẫn chưa cấy. Để chỗ nào dâm dâm nhỉ? Chỗ nào dâm dâm ở cái chỗ đất này. Lấy cái thuổng. Lấy thuổng đào lên dâm ở đây đấy, để đào ao xong thì mới cấy lên bờ ao. Thuổng đâu nhỉ? Thuổng kia kìa, đấy. Đào thịt chuột rồi là thịt rắn, thịt ếch đều rất là hợp. Hôm nay mấy anh em sẽ đào cái ao ở chỗ này. Khu này sẽ làm ao. Là nước thì đi dẫn ở trong này về. Theo khe đi dẫn nước về đây. Sẽ tiện đào vừa chắc dùng để sử dụng và vừa dùng để nuôi cá, nuôi tôm. Đào phải rộng tí chứ nhỉ? Ừ, ngăn cái kia sang. Để một cái chỗ để đi lại đây thôi. Còn thịt ếch này, chỗ này chỉ mỗi một con thôi. Nó được rất nhiều thịt luôn. Đủ ba anh em ăn sáng. Xào với gừng. Gừng mang từ nhà đi. Từ hôm nọ mang đi thì mang từ nhà đi. Nhiều ong ấy nhỉ. Lần này đến toàn thấy ong. Hôm nào thấy tụi nào bắt mùa này mùa mật á. Đây là dây máu chó, để đây để đun nước uống hàng ngày thôi. Mình dùng cái nồi nước này xong kia cho nó nguội. Nguội thì uống. Đây, cái nồi nước máu chó. Có vẻ lại đặc hay sao? Không đặc đâu. Không có này anh nghe thái một lúc nguội mới đặc. Cái này không đặc nữa. Nó rất là đẹp. Mục nhiều váng nhỉ. Nhiều váng yeah. Nước khô là không có đâu. Uống thì nữa đi làm. Mấy anh em đang ăn sáng các bạn ấy. Sáng nay chả còn gì, chỉ còn mỗi món thịt ếch ăn sáng thôi. Ăn xong rồi đi trên đấy cái cây là một cái cắn thuộng nhỉ? Cắn thuộng, cắn cuốc nhỉ? Nọ mang lên cũng chưa làm. Xong là về lấy cả dây về căng. Về chắc mình phải săn mặt bằng đó chứ? Biết được, săn bằng ra. Lúc mình đào mình chỉ việc bốc đất đi đắp bờ đó. Đào sâu chắc toàn đá. Chắc không có đá to này. Đây, ăn đi. Chắc phải làm cái bao để xanh đất đó. Rồi mời tất cả anh em ăn sáng nhá. Mời anh em ăn sáng nhá. Đây, ăn. Nhiều còn bắt được cả hai con kia thì nhiều quá rồi. Ếch này ngon lắm. Toàn ếch khổng lồ. Đoạn này thì rất chắc nhá. Thịt xào chắc lắm. Không nát đâu. Nhìn nhiều lúc nhìn cái da của nó như con cóc. Nhìn ghê nhỉ. To. Có một con ếch mà được rất nhiều thịt đó. Em
nhặt của ông ấy. Ông à? Để tí. Bé lắm. Mong bên nướng ăn. Mấy anh em tôi đang đi vào rừng để lấy cây để làm cán thuổng hay là cán cuốc mọi người. Chỗ này nhiều thân nhân nhỉ? Ô, đây có quả đấy hả? Quả? Ừ. Già chứ? À đây, có quả. Đi rau cắt rồi. Đây mọi người nhé, làm quả thân nhân. Ui, còn non lắm này, non trắng lắm. Quả còn non. Sa nhân này là sa nhân hoang dã này. Giờ họ trồng rất là nhiều nhưng mà cái sa nhân hoang dã này rất là tốt. Nó có quả. Mua mà anh nhỉ? Ừ. Okay không? Thơm lắm. Cứ non mà ăn vẫn thơm. Đấy chả thấy có nhỉ. Quả gì đấy? Ủa? Quả gì ở đây thế này? À quả ấy này. À loại này chả ăn được à? Nên ăn mà. Ngon mà. Ngon nhỉ. Nướng ăn ngon lắm. Chỉ về lấy tí nướng nhỉ. Bật đi. Bật đi. Bật không về nướng ăn. Bật nguyên hạt hết chứ. Nguyên hạt thôi. Đấy nguyên hạt thôi. Trời ơi các bạn, đây là cái cây mình chả biết tiếng ngoài là cây gì. Tên gì gọi gì đó. Chỉ biết là ăn được không biết tiếng. Biết là gọi là cái gì. Còn trẻ con nào cũng ăn. Chăn trâu nào cũng ăn nhưng mà mổ cái này, mổ lên hết đi. Nấu cho trắng mà. Chút đây. Trắng bôm. Nướng ăn ngon lắm. Cái cây này nó có mấy loại khác nhau các bạn nhé. Có loại to hơn. Có loại to, chuyên chỉ sống ở rừng già thôi, còn lại nhớ nhớ với lại một loại thì phổ biến hơn. Cây này cũng là một cây thuốc này. Cái một số thuốc rất là hay. Mà cái thuốc cơ bản nhất của cái cây này là dùng cho những cái người mà nhất là phụ nữ nhé. Phụ nữ mà sau sinh mà bị tắc tia sữa nhá, các bạn nhé. Phụ nữ sau sinh mà bị tắc tia sữa ấy, thường hay bị tắc tia sữa ấy, thì lấy cái lá này của cây này về đập ra để đắp hoặc bỏ hoặc là đun nước để chườm thì sẽ khỏi ngay. Đi không? Anh nhà trên này ok cái đấy. Gì? Vâng, nhiều lắm. Có túi quần này, thì anh đút túi quần này. Từ nhà mang đi nhé. Thôi, anh vào nướng cái mấy cái hạt này ăn. Vừa lấy này. Ngon lắm. Bếp lửa tắt rồi. Còn lửa không? Còn đấy. Nướng ăn rất là bùi. Có mấy loại nhá, loại này thì ăn mới ngon thôi. Còn cái loại ở nhà, ở bờ rào các thứ cũng hay mọc. Nhưng mà loại đấy không ngon bằng cái loại này. Thích chơi lửa nhỉ. Con ốc. À nhiều. Mấy anh em đang tiến hành đào ao nhé. Thì công việc ngày hôm nay chỉ là đào ao thôi. Ăn tí đã. Đó, này. Đi chưa? Ừ. Thức tí đã. Bùi lắm. Ừ. Ngon. Bốc à? Không, này bốc rồi. Trời mà. Mùi này. Thơm. Ngon thế này.
ngon phê. Mùi kiểu hạt lạc ấy nhỉ. Còn mùi á. Lạc ấy. Loại này em uống bia chắc được ấy. Mấy anh em đang đào ao chỗ này ấy. Nay em sẽ đào đi dẫn máng nước ở trong này về. Đây, suối nước ở sâu á, phía dưới kìa. Rồi là đào ở đây thì sẽ phải dẫn nước ở trong này. Đấy, toàn bộ cái chỗ này sẽ đào ao. Nào về lấy được ít cá ấy lên thả nhỉ. Ừ. Trong này chắc là chịu cá chấm không? Như là cá trôi, cá chấm. Cái ăn lâu thì phải nuôi cá trôi. Này nhìn thấy mà rất là nhiều đất. Chuối này. Bây giờ mất tung rồi đây. Bắt đầu xung quanh nó sập ra. Trưa nay ăn gì được? Hả? Trưa nay lấy gì ăn chưa được, chẳng có rau gì rồi. Sáng nay lại... Sáng nay không đi thăm bẫy nhỉ? Ờ, đúng rồi. Quên cái bẫy ấy. Chắc mấy cái bẫy cá kiểu gì chẳng được cá. Mới đi xem nhỉ, tí chưa, chưa đi xem. Chưa đi xem, mình có rau ăn chưa chứ. Không, hôm nay có gì ăn chưa nữa đâu. Chắc là được, qua đào run để vào. Hết rồi mà. Mày bội quá không nhớ đến đấy. Nóng nóng đi thăm. Không dễ lội đâu, sáng sớm nó còn rét. Nắng nóng quá nhỉ. Là công trình của anh em cũng hòm hòm rồi đấy. Thì giờ cũng gần trưa rồi. Thì làm nốt chỗ đất này cho nó bằng xong là đi thăm bẫy cá xem có được cá. Xong về hái cả ít rau về nấu cơm trưa.
Này là nước cách đây khoảng tầm 500 mét các bạn nhé. Tầm 300 mét đấy nhỉ. Hơn đấy, 500 mét đấy. Để dẫn nước từ trong khe về. Rồi, nước đấy sẽ sử dụng luôn và không phải đi xuống suối nữa. Đêm xuống suối nguy hiểm lắm, toàn gặp rắn. Rắn lắm. Hồi mùa đông thì không làm sao cả, nhưng mà mùa hè đến nhiều rắn lắm. Đêm toàn rắn lá cây. Hôm nay nắng rất là to. Thời tiết không biết là ở nhà không biết là bao nhiêu độ, ở trong rừng cũng cảm giác là rất là nóng. Có sủa gì á? Được gì không? À đây đây. Đây đây. Cá gì nhỉ? Thôi con này chết rồi. Cá bò đấy, cá gì? Ủa ra nó. Cái dâm dâm này này. Cá gì ấy? Phải biết được, không không nhìn thấy đâu. Đổ ra đấy. Đây qua buộc đây khô lắm. Mốc. Mốc. Có sủa gì nhỉ? Ô. Được cá chạch, được cũng được cá chạch. Cá chạch, cá chạch. Nhưng ta bóng nữa. À. Ui giời. Ô. Sao con chết rồi. Con này chết. Ôi, nhìn ngon đấy. Bao nhiêu con cá bò? Cá bò. Ôi nhờ. Ôi cái này là mẹ xương nó chọc vào người đau. Lắm nhá. Con này cá bống nhá. Hai con cá. Hai con sạch nha. Hai con chạch. Okay đây. Ngon nhỉ. Ôi con này to. Con này giờ con này 2-3 lạng. Con này. Ôi con có một bụng trứng mà. Ừ. Trứng à? Ừ, lắm. Con này to nha. Hôm nay là đi thăm cái tiếp theo nó xem được con gì nữa không. Đầm mềm đâu, đâu được. Đầm mềm lạnh thật á. Ông ngứa không? Ông ngứa thôi. Có ngọn ngứa thôi. Chỗ hôm qua anh chặt đấy, dưới này này. Có. Có. Cái cây nước khô ấy. Béo con này. Con bụng trứng. Con này, cái mồm này. Cá chanh này có trứng à? Có. Nhìn trứng rồi, nó lấy mấy. Ê, nhìn ngon nhỉ. Trứng là hò. Này. Ngon thật đấy. Thôi đây, món này nấu với cái gì được? Chắc là chị nấu bữa này chắc là món chua nhiều cá chắc. Bữa này là nóng gừng nhỉ. Nấu canh gừng. Dạ. Nấu canh gừng, nấu con canh. Này là khá là nhiều. Đây này. Thăm này. Rồi cá tổng là 3 con cá trạch, một con cá bò này, một con cá sản nó cá trắng này, nó cứ lồng không sống được nha. Rồi này chìm xuống là cá ăn nổi ấy, cá nổi. Nó vào bẫy cái là bẫy mà chìm là chết này. Xong là thịt nó cắn con đấy cho có trứng đấy. Ồ, to nhỉ. Ui. Ngày tối tôm nhiều lắm nha. Tôm nó ra ăn. À, những cái đầm nước này nhiều tôm lắm. Đi cá. Tối nay á. Hôm nay vừa tối qua ăn chắc là ngán. Tối nào thèm thèm đó lại đi mò. Giờ mấy anh em cũng đói bụng lắm rồi. Mổ cá xong là mong về là nấu ăn. Đây là củ măng mọi người, mọc ngay góc nhà luôn. Măng thì lấn cá luôn à? Ừ. Bò hết vào hổ lốn một nồi luôn đấy. Cái này chắc ngọt đấy, chưa mọc dài. Tầm đấy rồi mà.
Một củ đấy được chưa? Được rồi. Thế nhỉ, một củ. Đi ra không? Chuối nhựa. Này, thái vào đi. Mà này canh đủ chưa? Đúng rồi. Măng đắng thì khi bóc thì thái vào nấu nước mọi người nhé. Đây là nước gừng. Đấy là cá sẽ nấu canh gừng với lại măng. Còn đây là cá này. Và sẽ tí nữa nước sôi sẽ chặt cho vào. Cá rất to. Còn đấy nhỉ. Còn này canh chắc hơi ít. Cho thêm vào. Cho thêm nhỉ. Nhớ là uống nước canh. Chỉ đun nồi máu chó uống. Đun nhạt thôi, đấy vẫn còn này. Cho vào đây. Như sáng nay. Đun cái món vừa sáng nay này. Thêm nhiều đấy. Yếu canh thôi, cho vào đây luôn. Nghe bắc này. Nồi máu chó đun nhạt này, uống mình không ngon. Bỏ. Đây là công trình sau một buổi đào này. Đấy là phải mất 1 đến 2 ngày đào nữa thì mới đẹp được. Chiều nay thì lại tiếp tục. Đấy, ngon đấy. Xem cái nồi kia sôi chứ. Chưa sôi được. Chưa. Sắp xong. Sôi rồi. Chặt xong chắc nó sôi đấy. Đó. Mấy con nhỉ? Còn à, kia không? 5 con 6 con nữa nhỉ? Cần bỏ bung. Thôi thôi. Bỏ lại. Con này đấy. Cá này cá nào cũng ngon. Nấu măng lại cá với lại gừng đấy. Này ngon đấy. Cá bống. Các loại cá. Chờ tí là sôi ấy. Ui. Cá bống này cho thêm vào cái loại to nhỉ. Không cho loại to. Nóng á. Mặt mặt nữa. Mời anh em nhé. Mời tất cả mọi người nhá. Anh em tôi sau một ngày làm ao thì giờ cũng là buổi chiều rồi đấy. Thì bữa này cũng trưa mới đi thăm mấy cá và đến về mới nấu ăn. Bây giờ cũng là buổi chiều rồi. Ăn nhiều ngon nhỉ. Nó kiểu này vẫn ngon. Nó đấy, nó xuôi nó cái đồng ngon. Nhiều thịt nha. Ăn đi nhá. Ăn con nào gắp con đấy luôn cho nó cái nát bạn này rất là ngon luôn. Nhìn thịt nó chặt ních luôn, cái loại cá đấy này. Chắc em phải làm tí canh đắng cho tí rượu xuống. Hồi mã mã hồi mã hồi ấy biết được bực ở chơi kìa. Cho tí rượu xuống. Tự sướng đi nhá. Nó chẳng hay cốc vào tàu hỏa nhập ma ấy. Cho rượu vào canh đắng mọi người nhé. Quên thấy là thơm à. Đây là sở thích của em Sinh này. Uống canh đắng là phải là chan cả rượu vào. Con nhạt thử ơi, tôi bảo này. Thơm lắm. Anh còn đang thấy sự sự rượu này. Và uống nhiều quá. Tối nay phấn đấu nhỉ. Món canh rất thơm. Rất thơm. Còn cây dừa. Sẵn. Cá sản thì ngon nhưng mà nhiều xương á. Con này là còn không cắt được nữa. Con là đây là con cá ấy này các bạn nhé, cá bò. Có quả gì ấy?
có thể gì đấy.